Chào mừng quý vị khán giả, chúng ta lại gặp nhau với Ai Cũng Có Chuyện. Và dĩ nhiên rồi, trong cuộc đời thì có người sẽ có được điều này, mất đi điều khác. Trong cái nhìn của chúng ta thì chúng ta lại nhìn những người xung quanh mình bằng tất cả những cái sự tròn trịa, mà tại sao những cái điều mình đang mong cầu á là họ có hết trơn hết trọi, còn bản thân của mình thì đôi khi phải chịu đựng những cái điều nó không có may mắn. Với rất nhiều câu chuyện được bày biện ra ở đây thì chúng ta đến giờ phút này hoàn toàn có thể gật đầu với nhau rằng trong cuộc sống này thì ai cũng có chuyện. Và tuần này thì là câu chuyện của ai và câu chuyện như thế nào, thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ nhân vật của tuần này mọi người nhé. Dạ em chào chị ạ. Bây giờ thì ngay từ đầu chương trình thì em cũng đã có một cái yêu cầu, đó là em không có muốn lộ diện. Vậy thì bây giờ chị sẽ gọi em với cái danh xưng gì nè để mình dễ nói chuyện với nhau? Dạ chị cứ gọi em là Kim ạ. Kim ha. Dạ. Rồi Kim hiện nay thì em đang sinh sống ở đâu và năm nay mình bao nhiêu tuổi rồi? Em hiện đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Năm nay em 27 tuổi ạ. Chúng ta ngồi với nhau ở đây trong một cái chương trình nó tên là Ai Cũng Có Chuyện. Điều này có nghĩa là nó sẽ có rất là nhiều chuyện. Dạ đúng. Như vậy thì chị không biết rằng là ngày hôm nay khi mà Kim gật đầu đồng ý tham gia cái cuộc trò chuyện này thì chuyện của em sẽ là chuyện gì, và câu chuyện đó em muốn bắt đầu kể nó vào thời điểm nào? Câu chuyện em muốn kể về mối quan hệ giữa em với mẹ và mối quan hệ giữa em và người yêu cũ. Và mối tình này nó vừa kết thúc cách đây một tháng. Vừa mới đây thôi. Dạ đúng rồi. Chắc chắn một điều rồi, việc mà mình ngồi ở đây mình kể lại một lần nữa cái nghi thức này với chị thì chị vẫn cảm thấy nó rất là quan trọng cho cái việc là chúng ta gói lại một cái sự kiện, hoặc là chúng ta sẽ nhìn ra được những cái điều quan trọng ở cái sự kiện đó để mình đi tiếp cái chặng đường ở phía sau cho nó chất lượng hơn. Thế thì bây giờ mình sẽ bắt đầu với mẹ đi hả? Chắc chắn là cái mối quan hệ giữa em với mẹ nó sẽ nảy sinh những vấn đề trước so với cái câu chuyện giữa em với người yêu cũ. Vậy thì cái ký ức về mẹ và cái câu chuyện giữa mình với mẹ thì em nghĩ rằng là từ lúc nào thì em thấy là mình nhận ra nó có vấn đề? Em Hôm, thiết kế xây dựng và thi công nội thất. Từ lúc năm em 18 tuổi là em có nhiều suy nghĩ, mình bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn. Nhưng mà em muốn kể là kể từ giai đoạn từ lúc mẹ em đổ vỡ hôn nhân. Mẹ em đổ vỡ hôn nhân năm em 3 tuổi. Em có còn những cái ký ức về cái cuộc hôn nhân giữa ba với mẹ không? Dạ không, lúc đó 3 tuổi thì hầu như là không có còn ký ức gì hết. Nghĩa là khi mình lớn lên thì mình cũng gần như không nhớ được những chuyện trước đó rồi. Dạ đúng rồi. Sau khi chia tay thì năm em 5 tuổi, mẹ dắt em lên Sài Gòn. Em có một anh trai nữa. Thì anh trai em ở riêng bên ngoại. Còn em ở với mẹ thì 5 tuổi em bắt đầu lên Sài Gòn. Hồi trước ở dưới quê mẹ em có cơ ngơi rất là lớn. Nhưng mà sau khi ly hôn với ba thì mọi thứ nó đổ vỡ hết, nó sụp đổ hết, là toàn bộ là tay trắng hết. Thì lúc đó mẹ em cũng không có nghề nghiệp gì hết, thì cuộc sống ba mẹ con rất là khó khăn, lúc nào sống cũng mắc nợ hết. Mẹ làm nghề gì trong cái quá trình mà mẹ cùng với em lên thành phố Hồ Chí Minh? Mẹ em có cái nghề thẩm mỹ làm về da, chăm sóc da, nhưng mà không phải là làm cho tiệm hay gì, mà chỉ là ai gọi tới thì làm thôi. Khi nào có khách thì mới làm. Thì hồi trước thì cái nghề đó làm được á, làm rất là có tiền, thì cũng nuôi em ăn học được. Nhưng mà mẹ em lại rơi vào tình trạng đề đốm. Theo như bây giờ mình nhớ lại thì mình thấy là cái lý do để mẹ sa vào cờ bạc đề đốm là cái lý do gì? Mẹ mong cầu cái gì từ cái việc đánh đề? Mong cầu để có cuộc sống, có tiền tốt hơn. Đúng lo rồi. Cho em ăn học. Mục đích là chỉ cho em ăn học thôi. Tại vì anh của em á thì có một căn bệnh về động kinh, thì mẹ em không có hy vọng vào anh em nữa, chỉ hy vọng vào em thôi. Thì cố gắng lo cho em ăn học. Nhưng mà cái mối quan hệ giữa em và mẹ từ lúc lên Sài Gòn á thì không có gắn kết với nhau, cũng không có thể nào nói chuyện được với nhau. Mẹ em thì lúc nào cũng trách móc em, rồi lúc nào cũng kỳ vọng là mày phải học hành như thế nào, làm việc như thế nào, phải giỏi giang như thế nào. Nói chung là rất là kỳ vọng vào em. Mẹ em muốn em học cao để có công việc ổn định. Cái thứ hai là mẹ muốn em có một người chồng lo được cho cuộc sống mấy mẹ con. Chồng giàu. Chồng giàu. Lúc nào trong đầu em cũng suy nghĩ là mẹ mong muốn như vậy để làm cái gì, kiểu như là sinh em ra để mà có một món đồ để mà đầu tư vào, để sau này mà có lãi về cho mẹ, kiểu như vậy. Khi em nói như vậy có nghĩa là cái mong cầu mà mẹ dành cho em và mẹ nói với em nó không phải là một cái kiểu giao tiếp mang tính tích cực. Cảm xúc của em lúc đó như thế nào? Em có muốn chống đối hay là em có muốn tiếp tục nói chuyện với mẹ không? Từ trước tới giờ thì em khó nói chuyện với mẹ, và hầu như mọi suy nghĩ của em là chỉ do em suy nghĩ thôi, chứ em không thể nào mở lời nói bất cứ cái gì với mẹ hết. Tức là không cãi, nhưng mà thực ra không hề êm ấm. Dạ đúng rồi. Ở với mẹ là hầu như 7 ngày là hết 5 ngày mẹ chửi em rồi. Đấy là một bà mẹ khó tính như bao giới trẻ bây giờ gặp phải. Cái ký ức mà ở 7 ngày thì hết 5 ngày là nghe chửi, là thực ra là mình có thể thống kê là từ khoảng năm mình bao nhiêu tuổi là cái bầu không khí tâm lý gia đình nó như vậy rồi? Là từ lúc nhỏ cho tới lúc 18 tuổi luôn. Là cái diễn biến nó thường xuyên trong nhà.
thường mẹ chửi thì em làm gì? Em chỉ khóc thôi. Mẹ đánh em không khóc, nhưng mà mẹ chửi thì em lại khóc. Tại vì mẹ em chửi rất là nặng nề, kiểu tục tiểu luôn á. Mỗi lần em nghe mẹ chửi thì em khóc. Có lúc nào trong cái khoảng thời gian thiếu nữ của mình á, em cũng có mong ước là mình có một người yêu, một người chồng, càng sớm càng tốt, và mình ra khỏi cái nhà này? Dạ có. Em đã có ý định bỏ nhà theo bạn trai cũng 2-3 lần rồi. 2-3 lần luôn á hả chị? Lần đầu tiên mình nảy ra cái ý định là mình muốn bỏ nhà theo bạn trai là năm cỡ nhiêu tuổi? Lúc đó em chỉ mới 16 tuổi thôi. Quá trời đất rồi. Tại vì trong cuộc sống của em á, gia đình không hạnh phúc, không được mẹ vui vẻ với mẹ được, thì em rất muốn có người để mà làm cuộc sống vui vẻ lên, chia sẻ được với em. Thì em lúc nào cũng sẽ nghĩ là sẽ tìm một người bạn trai để chia sẻ. Tại sao em dùng nãy giờ trong rất nhiều những cái sự kiện thì cái cột mốc 18 tuổi nó trở thành một cái cột mốc rất là đặc biệt, và em luôn dừng câu chuyện của mình ở cái cột mốc đó? Trong cái năm 18 tuổi đó, rất là nhiều thứ ập đến với em. Là năm đó cũng là năm em thi tốt nghiệp lớp 12. Năm đó em có dẫn về ra mắt mẹ một người, cũng những câu nói của mẹ là mày phải quen thằng đó có tiền, phải lo được cho mày đồ này kia. Trong một cái lần cả mẹ chửi em á, thì mẹ mới nói với một câu là hay là để tao dẫn mày đi bán Trinh để mà có tiền, còn hơn là cho Trinh nó cho những người không lo được gì cho mày hết. Thì lúc đó em nghe được câu nói đó em rất là sốc, và em để trong lòng tới tận bây giờ em vẫn không quên được. Nhưng mà sau cái chuyện đó thì em lại gặp một vấn đề nữa là em bị bệnh rất là nặng. Em nằm viện suốt 2 năm trời, nằm viện và điều trị tại nhà nữa thì suốt khoảng 2 năm. Em không biết lý do, thì lúc mà đi khám thì bác sĩ nói với em là em đã bị mất một bên phổi rồi. Bác sĩ mới nói với em là, nói với mẹ em là tại sao không làm mẹ em không phát hiện con mình bệnh như vậy mà đi dẫn đi khám sớm. Để mà khi bây giờ đến bệnh viện là em không còn một bên phổi nữa, nó hầu như là không hoạt động một bên phổi đâu. Phản ứng của mẹ em như thế nào với một cái bệnh đến bất ngờ như vậy mà nó nặng như vậy? Lúc đó là em không có trực tiếp để chứng kiến được cái cảm xúc của mẹ như thế nào. Nhưng mà lúc đó là hai mẹ con không có tiền để mà nằm viện, thì mới đi chạy vay rồi này kia để em nằm viện. Thì thời gian em nằm trong bệnh viện á, em mới cảm nhận được là mẹ thương em như thế nào. Nhà em cảm nhận được là cuộc sống không có tiền nó khó khăn được ở nào. Thì vì lý do là em đến bệnh viện trễ quá, cho nên là cái một bên phổi của em nó không còn nở lên được nữa. Nó sẽ như vậy đến suốt đời luôn. Sau 2 năm em nằm viện á, thì mọi suy nghĩ, mọi thứ giữa em và mẹ nó thay đổi hoàn toàn hết. Cả mẹ em cũng thay đổi. Mẹ em không còn chế đề đớm nữa. Mẹ em bắt đầu đi tìm việc làm, bắt đầu đi làm công, làm công nhân thôi. Nhưng mà mẹ em rất là tập trung để đi làm kiếm tiền để lo cho em. Tích cực hơn. Tích cực. Mặc dù vất vả hơn rất nhiều. Nhưng mà mẹ em là người thể hiện với em nhiều nhất. Lúc mà nằm trong bệnh viện là em cứ tưởng là em sẽ không vượt qua được nữa rồi. Thì mẹ lúc đó chỉ ôm em khóc thôi và nói những cái lời mà em rất thương mẹ. Nói kiểu như mày rồi tao sống làm như thế nào. Những cái lời mà trước giờ mình chưa bao giờ hình dung là mẹ sẽ nói. Dạ đúng rồi. Tại vì trước giờ em chỉ nghe mẹ chửi thôi chứ em đâu có nghe được những cái lời đó. Điều gì khiến cho em tích cực chiến đấu với căn bệnh của mình trong 2 năm? Mọi thứ là điều vì mẹ hết. Tại vì em ở với mẹ, có 2 mẹ con thì em đã ở với mẹ 10 mấy năm rồi. Thì bây giờ nếu mà em đã đi thì chỉ còn một mình mẹ thôi. Một cái câu nói mà mẹ đã nói với mình năm 18 tuổi, nó là một cái câu nói thật sự tổn thương và chấn động với một cái cô gái. Tại cái thời điểm mà mẹ nói cho mình nghe câu đó, đương nhiên là mình rất là sốc. Cái cảm giác ở 2 cái thời điểm đó nó có thay đổi không, khi mà mình nhớ lại cái câu mà mẹ đã từng nói? Thay đổi hoàn toàn, từ cái cảm giác của em cho đến suy nghĩ của em. Nếu như trước đó cái cảm giác khi mình nghe câu đó là một cái cảm giác sụp đổ, hụt hẫng, còn gì nữa không? Kể cả lúc đó là em căm ghét mẹ luôn đó. Phản giận. Thì sau đó em mới cảm nhận được là mẹ cũng có thay đổi suy nghĩ của mẹ. Nhưng mà từ đó về sau thì em quên bất kỳ ai, em cũng không dẫn về ra mắt mẹ hết. Vì em sợ những cái lời nói nó lặp lại, em phải chắc chắn người đó có tương lai với em thì em mới dẫn về ra mắt. Nhưng mà hồi trước thì em suy nghĩ mẹ là kiểu như muốn đầu tư vào mình. Mẹ tệ. Nhà mẹ tệ. Còn bây giờ em lại suy nghĩ ngược lại là chắc có thể là mẹ đã thay đổi suy nghĩ và muốn mình, chỉ muốn mình hạnh phúc sung sướng hơn thôi. Thì cha mẹ nào cũng vậy. Sau 2 năm giống như em đi qua một cuộc đời vậy đó. Có nhiều người dành cả cuộc đời không thay đổi được cái mối quan hệ với cha mẹ của mình. Cũng không biết là nói là nó may hay là nó không may. Nhưng rõ ràng là sau cái biến cố đó, chí ít mình cũng lời được một cái, đó là mình ngộ ra được cái tình cảm nó quá lẫn lộn trong suốt 10 mấy năm đầu đời hả? Dạ, nhưng mà cái điều em cảm thấy may mắn nhất là
mối quan hệ giữa em với mẹ càng ngày càng tốt lên, không còn chửi nhau như hồi trước nữa, thì mỗi ngày chỉ có vui vẻ hơn thôi. Thế thì đến khi nào thì mình mới chắc chắn được một cái người đàn ông mà mình tin là ổn để mình dẫn về ra mắt mẹ? Cái sự kiện đó nó có diễn ra không? Thì bây giờ mong muốn của em là vẫn muốn tìm được một người chủ yếu là lo được cho gia đình, lo được cho hai mẹ. Có nghĩa là tính đến thời điểm này vẫn chưa có người nào dẫn về gặp mẹ? Dạ, vẫn chưa. Đến thời điểm này vẫn chưa? Dạ, chưa. Ngay cả cái người yêu cũ mà ban nãy ngay đầu chương trình em nói là em có mối quan hệ với một cái người yêu cũ thì cái người đó cũng chưa được gặp mẹ luôn. Dạ, em chuẩn bị thôi chứ vẫn chưa gặp. Vừa mới chuẩn bị cái chia tay luôn? Dạ, đúng rồi. Cái mối quan hệ đó nó bắt đầu như thế nào để rồi mình cũng sửa soạn đi một con đường dài với người ta nhưng cuối cùng dừng lại? Anh này là đồng nghiệp của em, làm chung một công ty. Thì em làm được khoảng nửa năm thì anh mới bắt đầu để ý vào cô em. Lúc đầu thì em không đồng ý. Mối quan hệ giữa em với anh nó bị ràng buộc bởi đồng nghiệp, bởi khoảng cách, bởi tôn giáo, rồi bởi vậy luôn hả? Cuộc sống, tính cách nữa. Do có quá nhiều khoảng cách nên em không đồng ý. Với lại một cái điều quan trọng đó là do em có dò hỏi tất cả mọi người trong công ty á, ai cũng nói anh rất là lăng nhăng. Công ty nó có rất nhiều chi nhánh thì ai cũng nói là mỗi chi nhánh là anh đã quen hết rồi. Nhưng mà lúc đó thật sự là em cũng không tin, tại vì nhìn ảnh rất là hiền, ảnh học và làm việc về bên giáo dục văn học á, thì em nghĩ anh không phải là người tệ. Do anh này quá thuyết phục, những lời nói đơn giản thôi nhưng mà làm mình thuyết phục, kiểu như mình đã có cái nhìn thiện cảm về ảnh rồi cho nên rất là dễ thuyết phục. Nói gì mình cũng tin. Dạ, nói gì mình cũng thấy vui vẻ. Mặc dù trong thời gian mà hai đứa tìm hiểu, anh không có nhắc em đi đâu chơi hết, cũng không có nói chuyện xã giao kiểu như những cặp đôi yêu nhau mà chia sẻ những chuyện vui vui được kia là không có. Nhưng mà em vẫn cảm thấy thuyết phục. Cái rào cản của anh đó là do công việc quá nhiều, mà em có đặt niềm tin vào ảnh là ảnh sẽ lo được cho em. Tại vì ảnh vừa làm ở đây nhưng mà ảnh có một công việc làm chủ bên ngoài. Em cũng nghĩ là sẽ quen anh này sẽ thay đổi được cuộc sống. An toàn. Đúng với tiêu chuẩn mà mình đi tìm kiếm và mẹ đưa ra từ trước tới giờ. Kể cả cái ngoại hình và cách ăn nói và cái cách giao tiếp của ảnh, em cũng nghĩ là sẽ hợp với mẹ em nữa. Khi em quen một cuộc tình mà mình muốn đi xa với cuộc tình đó nha, chọn cho em với chọn cho mẹ, nhưng mình nghiêm túc mình đánh giá lại đi, cái nào nó làm cho em phải nghĩ nhiều hơn? Hồi trước thì em lúc nào cũng chọn cho em hết, nhưng mà sau này sau cái việc mà em bệnh á thì em lại suy nghĩ cho mẹ nhiều hơn, sống vì mẹ nhiều hơn, và em muốn lấy ai mà phải liên kết được giữa ba người luôn, phải hòa hợp được, chứ em không muốn là mẹ khó chịu về một vấn đề gì đó. Thì em nghĩ nó như vậy thì cuộc sống sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Chúng ta tìm được cái người như vậy thì nó quá tuyệt vời rồi, nhưng mà thường cuộc sống thì nó không có hoàn hảo. Vậy thì nếu như buộc phải ưu tiên là hợp với em, làm cho em có một cuộc hôn nhân ở đó em cảm thấy mình yên ổn, với hợp với mẹ nhưng mà em vẫn có vài lấn cấn với người ta, thì em chọn sao Kim? Em vẫn chọn vì mẹ, tại vì em đã lỡ một cuộc hôn nhân rồi cũng vì mẹ. Em cảm thấy giữa mẹ và người đó không hòa hợp được với nhau, và giữa em và gia đình người đó cũng không hòa hợp được với nhau, nhưng mà người đó lại là cái mối tình duy nhất mà không cắm sừng em, rất là tốt với em và rất là hiền lành luôn. Ai nói lời chia tay? Em là người chủ động. Tại vì mình thấy là mình không có đáp ứng được cái điều mình mong mỏi nhiều nhất, đó là mẹ hài lòng. Rồi vậy thì cái anh mà nghĩ là có vẻ mẹ sẽ hài lòng nè, rồi diễn biến cái cuộc tình đó làm sao? Sau cái lần mà em từ chối á, khoảng nửa năm sau thì anh cua lại em. Thì lúc đó em lại nghĩ anh đang rất là chân thành với mình, thì tại sao mình không cho anh cơ hội để hai đứa quen nhau để mà tìm hiểu tiếp? Thì em cho anh cơ hội. Trong cái khoảng thời gian quen nhau cũng vậy, cũng không đi đâu chơi, cũng không có nói chuyện gì nhiều hết. Nhưng mà được cái là đi ra đây vào công ty thì chạm mặt thường xuyên. Quen ảnh được 3 tháng sau thì em phát hiện ảnh đã có người yêu ở dưới quê rồi. Em vô tình xem được tin nhắn điện thoại của ảnh. Em cũng có hỏi thẳng thì ảnh nói là đã quen được 1 năm rồi. Ảnh thừa nhận theo cái cách là để mà níu giữ em, ảnh sẽ chọn em chứ không chọn người đó. Ảnh có một lý do duy nhất, đó là yêu xa thì không thể nào đến với nhau được, do giữa hai gia đình đó không hợp với nhau. Hai gia đình không chấp nhận, ảnh sẽ không thể nào tiến xa được với người đó. Vì chỉ là chia tay đi. Dạ đúng rồi. Thì em có hỏi thì ảnh nói là do thấy chị này tội nghiệp quá, hoàn cảnh nó này kia tội nghiệp cho nên là muốn chia sẻ đồ này kia một thời gian thôi, sẽ cưới em chứ sẽ không cưới người đó. Cảm xúc của em lúc đó là sao? Em có tin không? Em cũng không tin đâu, tại vì em vừa phát hiện xong là em về em đã lóc hết, chặn hết mọi liên lạc với ảnh rồi. Em không muốn dấn thân vào cái chuyện mà bị cấm sừng nữa. Nhưng mà đi làm thì ngày nào cũng chạm mặt. Đúng rồi, chung công ty mà. Ngày nào cũng chạm mặt thì anh cứ gặp mình, anh cứ năn nỉ, thì mình lại xiêu lòng. Cho nên là em cho cơ hội quay lại. Anh năn nỉ trong bao lâu mà em cho anh cơ hội quay lại vậy? Cả tháng. Rồi, sau 1 tháng đó lại tiếp tục quay lại. Dạ đúng. Thế thì cái lần quay lại này em có chứng thực được rằng là anh đang có những cái hành động rất là dứt khoát,
để chấm dứt cái mối quan hệ ở dưới quê không? Dạ không, em vẫn tiếp tục phát hiện ra vẫn với cô đó và với nhiều người khác nữa. Lại nảy sinh ra thêm nhiều người khác nữa. Dạ, nhưng mà em chỉ là không có trực tiếp để mà biết được cái mối quan hệ nó như thế nào thôi. Mình chỉ phớt lờ qua là biết anh nó có quen người đó như vậy thôi, chứ không có biết sâu xa câu chuyện giữa những người đó như thế nào. Vậy lần này mình được nghe giải thích làm sao? Hầu như mỗi lần mà em phát hiện á, này em cũng nóng nảy, em cũng bộc trực, em dậy nảy lên. Nhưng mà anh lúc nào cũng im lặng, không nói gì hết, giống như là im lặng để thừa nhận cái chuyện đó là anh có rồi, anh không cần phải nói nữa. Thì em nói đã em đi về vậy thôi. Nhưng mà mỗi lần mà xảy ra cái chuyện đó thì hai đứa im lặng, cỡ đâu 2-3 tuần á thì lại xuất hiện lại. Anh không có giải thích gì hết, nhưng mà tìm mọi cách để mà làm hòa với em. Thì cứ trong mỗi lần đó lại thuyết phục em là lại quay lại, là câu chuyện nó cứ lặp đi lặp lại trong vòng 2 năm trời. Vậy thì cái điều gì ở ảnh dành cho em mà em tin rằng là cái người này mình có thể đi xa được? Thậm chí là mình còn tính toán đến cái việc đó là dẫn anh về ra mắt mẹ, trong khi cái việc này là một trong những việc mà hiếm lắm em mới có thể làm được. Em nghĩ là cái mấu chốt quan trọng nhất vẫn là em tin tưởng anh này có thể lo được cuộc sống cho em. Nhưng mà trong suốt thời gian quen nhau thì anh không lo bất cứ gì cho em. Em có suy nghĩ như thế này, đang quen nhau thì có thể người ta không lo cho mình, nhưng mà sau này cưới về chắc chắn người ta sẽ lo cho mình. Vì sao em nghĩ chắc chắn người ta sẽ lo cho mình? Cái gì hình thành cái niềm tin đó ở em? Không có gì hình thành hết, chỉ là em tự nghĩ vậy thôi. Dạ. Em tự nghĩ vậy thôi. Tại vì em nghĩ anh này thì anh chị đồng lớn tuổi rồi. Anh này cũng lớn tuổi, em nghĩ anh cũng không thể nào sống tệ với mình vậy được, có thể lo được cho mình. Trong thời gian quen anh mà cái câu chuyện nó cứ lặp đi lặp lại thì em có một suy nghĩ là do em chưa phải là vợ một tháng mà cứ đòi chia tay anh mấy lần như vậy, thì em nghĩ anh cũng muốn là đi tìm nhiều sự lựa chọn cho anh. Thì mình cũng không thể nào ép buộc anh để mà tập trung vào mình được. Thì nếu mà anh có sự lựa chọn tốt hơn thì anh cứ đi. Em là cũng nghĩ tốt cho anh về chuyện đó. Nếu mà sau này cưới mình về thì anh sẽ tập trung vào mình thôi, sẽ không còn những mối quan hệ bên ngoài nữa. Vậy thì cái niềm tin đó vì sao nó đã thay đổi mà bây giờ gọi nhau là người yêu cũ rồi? 2 năm thì một năm sau vẫn còn quen, đó là năm thứ 3. Bắt đầu năm thứ 3 thì em lại phát hiện anh đang ngoại tình với vợ người khác. Cái chuyện đó bắt đầu em không thể nào chấp nhận được nữa. Nếu như anh muốn có sự lựa chọn khác thì phải lựa chọn một người đàng hoàng, chứ không phải là quen vợ của người khác. Lúc nào em cũng có niềm tin là anh sẽ... Hỏi thật nha, anh đã từng nói với em câu gì để em có những cái niềm tin như vậy? Chứ một người không có làm gì cho em hết trơn á, không có thể hiện gì hết mà tự nhiên em tin vậy thì nó vô lý. Em nghĩ đó là do tình cảm của em thôi, chứ không do vì gì hết. Là thực ra do em tự tưởng tượng ra luôn á hả? Anh có nói những câu yêu thương với em không? Nói rất là nhiều. Anh có mua quà cho em không? Dạ chưa. Anh có lo lắng một cái phần gì đó thuộc về kinh tế trong những lúc thắt ngặt hoặc là khó khăn cho em không? Dạ không có luôn. Chỉ có lời nói thôi. Dạ. Mà mình tin quá trời. Dạ. Sau khi mà lần đầu em phát hiện ảnh quen cô đó thì em vẫn cho cơ hội quen lại thêm một lần nữa. Không, cơ hội lần này là lần thứ mấy rồi đó, chứ không phải là lần nữa đâu. Rồi sao? Sau dịch đó thì công việc của anh bị xuống đà, không còn làm ăn mà nó còn rơi vào tình trạng nợ nữa. Thì sau quá nhiều lần quay lại thì cái tình cảm nó cũng xuống dần rồi. Thì hồi xưa mỗi lần mà như vậy á thì em lúc nào cũng dậy nảy lên. Còn bây giờ thì em rất là bình thản, em lúc em suy nghĩ nhiều hơn là tại sao ảnh quen nhiều người như vậy, rồi công việc của ảnh, rồi ảnh không lo được cho mình, rồi cả tính cách của anh cũng không phù hợp, cả về tôn giáo, gia đình cũng không phù hợp, thì tại sao mình phải chọn anh? Thì em quyết định dừng lại. Tới bây giờ là đã 1 tháng rồi, em không biết anh còn tìm em nữa không, nhưng mà tới bây giờ thì giữa hai người im lặng rồi, không còn gì nữa. Giờ hỏi thiệt em nha, em có chắc là em yêu người ta không? Nghiêm túc. Cái việc mà em ở trong cái mối quan hệ đó lâu như vậy và em cứ mắt lắp tai ngơ cho những cái lần mà rõ ràng là nó không có được chấp nhận trong một cái chuyện tình cảm. Nếu như bây giờ nhìn lại, em có nghĩ rằng bởi vì lúc đó mục tiêu lớn hơn của em trên cái mối quan hệ này là mục tiêu về mặt vật chất và một cái người đảm bảo cuộc sống vật chất cho em, nên là thôi thì mình cứ ở trong mối quan hệ này vậy và đợi một cái tương lai để mình ở trong một cái danh phận khác và mình được đón nhận cái điều kiện vật chất của người ta? Hỏi thật, mình nghiêm túc mình nhìn lại. Em thật sự bản thân em cũng cảm thấy rất là mâu thuẫn giữa hai chuyện là em không muốn lấy anh này và một chuyện là em muốn lấy anh này. Nó rất là mâu thuẫn giữa đó. Em nghĩ tới chuyện em muốn lấy anh này thì cái điều gì đã làm cho em cảm thấy là mình muốn lấy anh này? Lấy người này mình được cái gì mà lúc đó em nghĩ là em có muốn lấy người này? Được một đời sống vật chất mà mình cho là nó sẽ ổn. Yeah. Được cái sự gật đầu của mẹ. Yeah. Và điều này nó hoàn toàn mâu thuẫn với cảm xúc của em, cho nên em lại có tiếp một cái suy nghĩ thứ hai là mình không muốn lấy anh này vì mình không thấy an toàn, mình cũng không đủ rung cảm.
Em cũng cảm nhận được là em không có tình cảm nhiều với anh. Nếu mà em có tình cảm nhiều thì em sẽ vượt qua hết mọi rào cản để mà công khai mối quan hệ này. Còn lần này là em không muốn công khai cho đến khi nào hai đứa lấy nhau thì thôi. Thì trong những thời gian mà em nhanh quen là không có ai biết hết. Đương nhiên mẹ cũng không biết đúng không? Rồi vậy thì kể tới đây mình phải quay trở lại để mình một lần nữa xác định nè. Mặc dù em nói rằng bây giờ em quen một người, em chọn một người, em sẽ ưu tiên cái việc là người đó đáp ứng được cái tiêu chuẩn mà mẹ em đưa ra. Nhưng thì sao? Cái mối quan hệ gần nhất em thấy đó, nếu như chúng ta tập trung vào cái tiêu chuẩn đó, chính bản thân em không có tích cực để giữ gìn cái mối quan hệ này. Tại vì em cũng không có cảm xúc, em cũng không có đủ sự thiết tha. Chị sẽ không có dám nói về cái việc là em nên thay đổi tiêu chuẩn như thế nào. Nhưng rõ ràng là cái việc mà chúng ta hiếu đạo với cha mẹ, nó không đồng nghĩa với cái việc là chúng ta bỏ quên bản thân mình. Tại vì khi em bỏ quên bản thân mình rồi thì mọi cái lựa chọn của em nó đều không có, nó đều không có được có cái sự nồng nhiệt á. Thì nếu như em hơn em chọn được đúng cái người mà người ta gật đầu đi chung với em, thì em đi trong cái mối quan hệ đó em cũng mệt mỏi. Tại vì không đi từ cái sự mong muốn của mình, mà là mình chọn người này vì đáp ứng được ba mẹ, phụ huynh của mình, nó cũng khá là nguy hiểm. Thế thì khi mà ngày hôm nay em gật đầu, em kể câu chuyện của mình ở đây, thì nhìn lại em thấy mình được cái gì trong suốt một cái hành trình như vậy trên nhiều mối quan hệ kia? Em nhìn lại em không được gì hết. Em cảm thấy em mất mát nhiều hơn. Đến hiện tại bây giờ cái cảm xúc của em để mà tìm một mối quan hệ khác nữa thì nó cũng không còn. Cái mong cầu của mình khi ngồi ở đây là gì? Cách đây một tháng em tìm đến chị là em chỉ muốn giải tỏa ra hết những cái nỗi lòng của mình thôi. Chứ em không mong cầu gì hết. Em chỉ muốn mình có cảm giác thoải mái hơn. Thế thì bây giờ là mình đã giải tỏa được hết chưa? Hầu như bây giờ là 80% là em đã bớt gánh nặng về cái chuyện đó. Vậy em đã làm gì trong một tháng qua, trong lúc chúng ta chưa kịp gặp nhau? Có một điều bất ngờ là trong một tháng đó em không phải làm gì hết, em sống một mình. Trong căn phòng nhỏ chỉ có một mình em với căn phòng đó thôi. Lịch trình mỗi ngày của em như thế nào? Lịch trình của em là sáng dậy đi làm, chiều thì tự ăn uống rồi tối đi ngủ. Nhưng mà cái điều mà giúp em vượt qua được đó là em tự thay đổi suy nghĩ của mình. Chứ em không dấn thân vào những cuộc chơi. Em đã chuyển hóa suy nghĩ của mình như thế nào? Hồi trước thì em nào cũng suy nghĩ là em sẽ trách người ta nhiều hơn. Tại sao người ta đối xử với mình như vậy? Tại sao mình như vậy mà lại đi tìm người khác? Nhưng mà bây giờ em lại suy nghĩ khác là em sẽ trách bản thân mình nhiều hơn. Em cứ cho là mình ngu thì mình sẽ rút kinh nghiệm để mà có kinh nghiệm về sau. Tiên trách kỷ hả? Tiên trách kỷ rồi hậu trách nhân hả? Rồi bây giờ thì ổn, thực sự ổn chưa? Bây giờ ổn khoảng 80%. Bây giờ trong đầu em vẫn suy nghĩ về những cái chuyện đó. Nhưng mà nó không còn đau lòng như hồi trước thôi. Hồi trước thì cứ suy nghĩ tới là khóc. Bây giờ là không còn rơi nước mắt nữa. Câu chuyện ngày hôm nay nó cũng thực tế thì nó vẫn đang rất là lững lơ. Chị cũng không biết là trong tương lai thì em sẽ sắp xếp lại mọi thứ như thế nào. Chị cũng hy vọng là cái sự yên ổn hiện giờ nó thực sự đang trên cái hành trình yên ổn đúng nghĩa mà sau này em sẽ đạt được. Nhưng mà bây giờ thì còn quá sớm để kết luận. Chị cũng hy vọng là em sẽ có thể sáng suốt để sau này với những cái lựa chọn quan trọng trong cuộc đời á, mình chọn xong mình không có bị hoang mang và mình thấy nó thỏa đáng thực sự. Nhưng mà cái cuộc nói chuyện ngày hôm nay chị tin là nó có giá trị với em. Mặc dù đã vừa qua nhưng chí ít mình ngồi đây mình kể lại một cách đầy đủ theo đúng cái dòng chảy thời gian, nó cũng là một cái nghi thức để em có thể thấy lại mọi việc và có thể đón nhận nó đầy đủ hơn. Hy vọng là thời gian sắp tới sẽ nhận được những cái tin nó tốt lành từ em. Em khỏe mạnh rồi chị ơi, em vui rồi và em tự tin rồi trong những cái lựa chọn của mình, Kim ha. Cảm ơn em. Và cảm ơn quý vị khán giả đã luôn rất là nhẫn nại đồng hành cùng với chúng tôi mỗi tuần ở Ai Cũng Có Chuyện. Và hy vọng mọi người sẽ sẵn sàng để cho cuộc gặp tuần sau chúng ta lại ngồi xuống và lắng nghe những câu chuyện của một ai đó đến với chương trình. Chào chị ha, bây giờ mình giới thiệu về bản thân giúp em ha. Dạ. Tuổi, quê quán, nghề nghiệp nè. Em là Phạm Thị Thanh Thảo, em ở Lâm Đồng. Em sinh năm mấy? Em sinh năm 1989. Mình làm gì ở Lâm Đồng? Hiện tại em đang quản lý kinh doanh cho tập đoàn New Hop, chuyên về thức ăn chăn nuôi á. À, mình ở Lâm Đồng khúc nào Thảo? Em ở thành phố Bảo Lộc. Là mình bây giờ là mình quản lý cửa hàng hả? Hay sao? Dạ không, hiện tại thì bên em đang chi nhánh thì chi nhánh ở Sài Gòn. Còn là ở thị trường đó, là em đang quản lý từ quốc lộ 20, từ Dầu Dây đổ về Lâm Đồng. Dạ. Quản lý thị trường. Dạ. Rồi, thì mình nói về điểm mạnh, điểm yếu của mình xíu ha. Có tài lẻ gì nữa không nè, sở trường mình sao nè? Điểm mạnh của em là hòa đồng, rất dễ tiếp cận với, rất dễ làm thân với người khác.
nấu ăn ngon, dạ vui vẻ. Còn khuyết điểm của em là rất là nóng tính, thì cái đó là do tính chất công việc của em nữa, cho nên nhiều khi bắt buộc em phải xử lý nhiều cái vấn đề ngoài thị trường, cho nên tính em nó hơi nóng. Gì ta? Rồi mình có những cái tật xấu gì nữa không? Nóng tính nhất mình làm cái gì? Nóng tính thì bây giờ hiện tại thì em ở một mình, cho nên nhiều khi mà trong công việc á thì nhân viên mà nó sai á thì em hay la, em la dữ lắm. Còn ở trong nhà thì mỗi lần mà em giận em tức thì gần như là em trốn một mình em không à. La xong rồi mới trốn hay là không la tụi nó xong rồi mới trốn? La là nói chung là mặt ngoài thì là mạnh mẽ vậy đó, la làng vậy đó, nhưng mà bên khi mà vô thì là trốn để khóc hay sao? Không, em có cái là em buồn em bực cái gì là em hay ở một mình, em tránh mặt hết, em ở một mình em vậy thôi. Rồi bao lâu thì xuất hiện lại? Dạ tùy tâm trạng ạ. Hôm nào mà vui vẻ thì cũng có thể vui vẻ bình thường lại, nhưng mà có một cái là các chuyện đó mà nó nặng nề quá thì nó cũng hay để lại kiểu vài ngày sau, nó khi mà nói ra được chị, khi mà mình mà hay là nhân viên nó xin lỗi mình, nó mình được chia sẻ ra thì em mới dễ chịu. Rồi mình có tài lẻ gì không, nấu ăn nấu uống rồi hát hò thể dục thể thao nhảy múa gì không? Dạ em chỉ có nấu ăn giỏi thôi. Mình nấu được món gì, món nào món tủ của mình? Em nấu được tất cả, gần như là ở xung quanh em mà ai em mà nấu ăn rồi đó, thì không ai chê em nấu ăn dở cả, thậm chí là khen là nhiều hơn. Rồi em cũng thích nấu ăn. Em ca hát này kia là không có được hả? Dạ em cũng không thích cái đó, cho nên em không có bao giờ tập, cũng không thích đi hát hò gì hết ạ. Những lúc rảnh mình đi đâu mình làm cái gì? Rảnh thì em tìm mấy quán cà phê yên tĩnh em ngồi, còn không thì đi du lịch, gần như là nhiều là đi du lịch, là đi phần nhiều, rất thích du lịch. Mình đi được bao nhiêu tỉnh thành rồi, đi phượt hay là đi sao? Em đi tự túc thôi, nhưng mà kiểu ở Việt Nam thì em đi cũng được khá khá rồi đó. Rồi mình nói về tình trường của mình đi, bao nhiêu mối tình hay là có kết hôn gì chưa? Em là mẹ đơn thân hiện tại á, là em có một bé gái đang ở với em, nhưng mà hiện tại thì bé nó về trên ngoài, nó đi học trên ngoài là chính. Còn em có bao nhiêu, 1, 2, 4, em có 4 mối tình rồi. Nhưng mà chủ yếu là không hợp chị. Bây giờ mình nói một xíu ha, cái cuộc mình chưa có cuộc hôn nhân nào hết hay sao? Em có rồi, em có chồng, em có ly dị rồi. Cuộc hôn nhân nó đi, là mình quen bao lâu, lý do vì sao mình chia tay? Em quen lúc em mới ra trường. Em cũng quen được 2 năm. Nhưng mà thời gian đó là thì thời gian đó là cũng còn nhỏ, bồng bột, với lại do mình hấp tấp quá. Khi mà về rồi thì cưới nhau về thì do sống chung với gia đình chồng nữa. Cho nên mọi thứ nó không có được như ý. Rồi đến khi mà em thì em thích buôn bán, em thích làm, nhưng mà khi mà mình đi làm được á thì gia đình chồng lại nói chồng em là đưa tiền về cho bên đó giữ, chứ em không được giữ, thì em không đồng ý. Thì có trải qua tranh chấp này nọ, xong rồi bạn nó đánh em. Đánh em thì tính của em thì cũng nóng tính, em cũng phản kháng lại.
thì cả nhà hùa vô nói là em giết em giết con họ. Thì Mới xong họ cái tay luôn. lôi em ra ngoài đường, họ hất em ra. Rồi đó là một cái mà làm cho gia đình nó không thuận nữa. Rồi thêm một lần nữa là bạn của chồng em nợ tiền, thì em là người đi đòi, mà cái bạn của chồng em thì cũng làm do ngoài chợ búa đồ. Cái họ thay vì họ vô họ trả tiền cho chồng em thì ổng lại vô và ổng đánh em, ổng tát em một bạt tai. Rồi Rồi sao? đem vô đi em ơi, đem vô nhà đi. Xong rồi em nghĩ đó là chồng mình sẽ bảo vệ mình, nhưng mà không, em thấy hai người đó họ bắt tay nhau, họ chào nhau rồi này nọ các kiểu, thì thôi em không chấp nhận được chuyện đó, em không không chấp nhận được. Ủa là tự nhiên nhà đánh vợ mình xong rồi hả, còn chào nhau bắt tay nhau là sao không hiểu. Thì vậy vậy cho nên mình mới mới không chấp nhận được cái cách hành động như vậy. Không đánh vợ được nên là mượn tay bạn đánh vợ hả? Không không phải là sai sai ông kia đánh em, mà là kiểu lúc đó là cũng có một mình ảnh ở nhà thôi, nhưng mà ảnh lại theo suy nghĩ của em lúc lúc bây giờ thì em nghĩ là lúc đó ổng sẽ sợ thằng kia nó có đem vũ khí trong người, nó sẽ làm gì đó hơn. Thì thằng chồng em á, ổng mới thôi thì vĩ là duy quý bắt tay nhau làm về được các kiểu, xin lỗi được các kiểu, là do em còn nhỏ em không biết rồi em đi đòi tiền này nọ. Thì em nghe là cái tháng như vậy thôi, nhưng mà cái hành động đó em thấy mình không được bảo vệ, và mình cảm thấy nó không còn gì để giữ cái mối hôn nhân đó, cho nên thôi em quyết định là không ở với họ nữa. Ok, rồi sau đó là em cũng có quen thêm nhiều người Dạ nhưng mà không hợp. em có quen, mối tình gần đây nhất của em á là em quen anh 5 năm, nhưng mà quen lâu quá cho nên chắc là quen lâu quá cho nên tình cảm nó nhạt đi. Rồi sau cái thôi luôn. Còn con em là hiện tại là mấy tuổi? Dạ 8 tuổi rồi. 8 tuổi rồi, là cũng ly hôn lúc con mấy, 3 tuổi Lúc à? đó bé bé đang được chưa được 2 tuổi. 2 tuổi. Rồi thì giờ bây giờ đến với chương trình thì mong muốn như thế nào về mẫu người, về quê quán, về công việc, mình muốn gì mình cứ nói hết ha. Em muốn tìm một người ở gần em hơn một chút, chứ em không muốn yêu xa, em không muốn thân xa. Nhưng mà có một cái là em muốn một mẫu người mà họ tình cảm, họ quan tâm cao hơn em là được, tại vì em thì em cao có 1,5 m Rồi thôi. bây giờ anh ly dị đang nuôi con thì được không em? Dạ, được. Thì, dạ, chỉ cần bên đối phương là người ta quan tâm, chia sẻ, chăm sóc, biết thông cảm, biết quan tâm tình cảm, sống tình cảm. Em có cần một cái người đàn ông mà rồi sống tình cảm thì về công việc của người ta như thế nào? Có cần phải thu nhập cao không thì sao? Em muốn họ có công việc ổn định, họ lo được cho gia đình. Ổn định thì ổn định của em đối với em có thế nào? Mức lương bao nhiêu hay là như thế nào, mình cụ thể ra đi. Hiện tại mức lương của em thôi là em đang thu nhập của em hiện tại là em từ ba thấp nhất là 30 tới 40, thì em cũng mong đối phương họ cũng ở một cái mức thu nhập như vậy. Nhưng mà cũng phải ở em là ở khu vực Lâm Đồng chứ cũng không được cái khu vực khác đúng không? Nếu như khu vực khác cũng được, nhưng mà dành thời gian được cho nhau cơ,
chứ lâu lâu mới gặp một lần thì Em nghĩ cái này là dành thời gian cho em bao lâu thì được, và em đi xa không được nữa, người ta phải dành thời gian cho em thì em không, mới từ tỉnh thành em không. đi em đi xa em vẫn di chuyển được, nhưng mà chủ yếu là em vẫn muốn rằng họ quan tâm, họ họ sẽ lên mình nhiều hơn thay vì mình xuống đó. Ừ. Rồi, bây giờ chị ghi nhận những thông tin em ở đây ha. Có gì nếu như được lọt vào vòng trong hoặc có người phù hợp thì chương trình sẽ báo lại với em để em sắp xếp ghi hình. Còn cái việc mà về sau này nữa thì lên trên sân khấu mình cũng sẽ hỏi người ta cụ thể hơn. Là anh em thì là họ anh bấm nút em thì là anh dành thời gian cho em như thế nào thì người ta sẽ trả lời mình cụ thể hơn ha. Ừ. Rồi, cảm ơn em. Em chào chị ạ. Em tên là Nguyễn Thị Ngọc Huyền, sinh năm 1993. Hiện tại mình đang làm công việc gì hả chị? Hiện tại đang làm bên công ty may ghế sofa. Công ty ghế sofa. Là mình làm ở vị trí nào hả chị? Cán bộ. Dạ rồi nè, thì hiện tại là mình đang làm việc ở ở đâu? Bình Phước à. Làm việc và sinh sống ở Bình Phước. Dạ, quê của mình ở của Bình Phước luôn hả chị? Dạ đúng rồi ạ. Dạ rồi, thì chị nói thêm giùm em về một chút về tính cách nè, ưu nhược điểm của mình hả chị? Tính cách hả? Tính cách người hơi hơi nóng, hơi nhanh một tí. Ưu điểm là nấu ăn ngon. Còn nhược điểm là không kiềm chế được cảm xúc nữa. Dạ rồi, em thấy em nghe là chị hơi nóng tính nè, rồi nhược điểm của mình là không có kiềm chế được cảm xúc. Vậy thì khi mà chị không kiềm chế được cảm xúc của mình thì cái hành động mình chị sẽ có những hành động như thế nào? Im lặng. Im lặng thôi. Là cố gắng kiềm chế hay là mình không kiềm Là đó là học phương pháp giải quyết chứ không phải là tức là lúc mà nóng giận thì mình chỉ im lặng rồi bỏ đi thôi. Dạ rồi, là cái đó là phương pháp giải quyết khi mà mình nóng giận ha. Rồi ngoài cái ưu điểm là nấu ăn ngon ra, ví dụ như là mình có ca hát hay múa gì được không chị? À, làm thơ. À, biết làm thơ. Chị chắc là cũng tự làm thơ cũng nhiều ha. Tụi mình có khả năng làm thơ mà. Dạ đúng rồi ạ. Đọc vài câu được không chị? Một bài thơ mình tự làm. Thơ từng làm. Em vẫn đợi anh ở cuối bình minh, chờ anh về suốt hành trình mãi miết. Nồng nàn. Ê, cái này gửi video được không? Chứ giờ lâu quá cũng không nhớ nữa. Dạ được, không sao nha. Thì nếu như mà có bạn nam phù hợp, mình lên chương trình mình làm một bài thơ tặng bạn nam, tới lúc đó mình làm một bài tặng bạn nam, tặng chương trình, em thấy hay nè. Hôm bữa em có làm cái bài này nè để em tham gia chương trình á, mà tại mẹ em có mẹ em bệnh á, xong rồi em quên á, lâu quá em không đọc em quên. Dạ mình có cái sở thích gì đặc biệt không chị? Đi chùa. Đi chùa. Vậy là chị là một cái người theo đạo hả? Theo đạo Phật. À đúng rồi, em tham gia gia đình Phật tử từ nhỏ. Dạ rồi, vậy mình có cái yêu cầu gì về bạn nam mà theo đạo hay là như thế nào không? Miễn không theo đạo Công giáo là được. À, không theo Công giáo là được hen. Em thấy là mình có nêu cái đặc điểm tính cách của mình là nóng tính, là ngoài sự nóng tính ra mình có gì nữa không chị? Mình cảm thấy mình là một người như thế nào? Đặc biệt nha, nóng tính nhưng mà là yêu con nít, tức là có thể nóng tính với người lớn nhưng mà với trẻ con không bao giờ nóng tính. À, đó là một cái đặc điểm mà em thấy là chắc là do người chỉ có người phụ nữ mới có. Tại vì bình thường mà mình sẽ phân biệt á. Tại vì đi gia đình Phật tử á, là mình thường thường là dạy cho mấy đứa nhỏ nhỏ học Phật pháp nè, hay là mấy cái kỹ năng sống nè, rồi dạy cho tụi nó múa nè, cho nó chơi vào ngày chủ nhật sinh hoạt ở trên chùa á. À, À bên chùa là thường thường cũng có ngày chủ nhật nó sinh hoạt á, là chị là bên giống như chị giáo viên vậy đó, nhưng bên đây gọi là huynh trưởng á. à là bình thường là ngày cuối tuần là mình cũng sẽ đi chùa để mình làm những cái công việc như vậy. Đúng rồi. Rồi, cái hình mẫu bạn nam mà chị mong muốn hình như thế nào ha? Mình nêu ra giùm em về ngoại hình, là tính cách, quê quán, rồi tuổi tác, công việc, rồi những cái tiêu chuẩn gì đó mà bắt buộc phải có, hoặc là mình mong muốn được có những cái tiêu chuẩn như thế.
không có tiêu chuẩn cao lắm, chỉ là cần một người đàn ông mà đừng có gia trưởng là được, mà cũng đừng nghe lời người khác quá là được. Hai thứ đó thôi, với lại đừng có hối. À, là còn ngoại hình là không thích hối rồi, còn mong muốn gì về ngoại hình nữa không chị? Không, mập cũng được, lùn ốm gì cũng được, nhìn chỉ cần nhìn hiền hiền là được, nhìn mà mặt mà nhìn dữ quá cũng sợ. Dạ, em thấy mình để là trong đây là chiều cao 1m52 nè, thì bạn nam cao bao nhiêu là được chị? Thì cao hơn mình là được, không cần phải là không cần phải là cao 1m7, 1m8 gì hết trơn, mà cũng không, chỉ cần tầm 1m6. Rồi, quê quán bạn nam thì sao? Bạn nam ở đâu thì được, bạn nam ở đâu thì tiện cho chị? Thì chỉ cần hợp nhau thôi, còn khoảng cách thì chắc ăn thua bạn nam với chịu mình hay không thôi, chứ còn mình không ngại khoảng cách á. À, ví dụ như là giờ lỡ mà chương trình ghép với chị mình, khi mà chị không có ngại về khoảng cách á, có thể là chương trình biết đâu một ngày nào đó chương trình thấy một bạn nam phù hợp với chị nhưng mà lại ở một cái thành phố khác, một cái tỉnh khác, thì mình sẽ thương lượng với bạn nam hay là mình theo chồng hay là như thế nào chị? Chắc là sẽ thương lượng quá. Ví dụ như mà sẽ thương lượng là nếu mà mình tiến nghĩ mà để tiến tới thì mình sẽ là thương lượng. Chỗ nào làm ăn được thì mình sẽ ở đó. Dạ, là chỗ nào mình làm ăn được mình sẽ ở đó. Và nếu mà ở chỗ bạn nam tốt hơn thì mình có thể sẽ theo chồng. Đúng. Tư duy mở. Rồi về mặt tuổi tác thì sao chị? Tuổi tác bạn nam thì chị có yêu cầu gì không? Nhỏ hơn 1-2 tuổi cũng được, mà lớn hơn cũng được. Không có yêu cầu tuổi. Lớn hơn tối đa bao nhiêu nè? Bao nhiêu cũng được. Ok, bao nhiêu cũng được ha. Tại mình cũng lớn tuổi rồi nên cũng không có lựa chọn, cũng không kén chọn quá. Nói chung là cái mẫu bạn nam của mình đó là chỉ cần không gia trưởng, không nghe lời người khác, gọi là có cái chánh kiến riêng á. Là được rồi, không có cần yêu cầu gì nữa hết trơn á. Mình có mong muốn là bạn nam làm công việc gì hay là như thế nào không chị? Công việc, về phần công việc của bạn nam ấy. Công việc thì mỗi một người đều có công việc riêng hết trơn á, nên cũng không có yêu cầu luôn. Tại vì ví dụ như mà ai cũng đi làm cán bộ, làm công viên viên chức hết rồi, ai làm công nhân, ai làm thợ hồ đi. Dạ. Chỉ yêu thương, cố gắng chung sống nhau là được, chứ không phân biệt. Dạ rồi, thì trước đây là mình đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi hả chị? Vì sao mình chia tay? Mình từng có gia đình rồi, ly hôn rồi. Chắc là ly hôn là vì hai bên nó không có cùng tín ngưỡng á. À, là không cùng tín ngưỡng cho nên là ly hôn, mình sẽ bị đối lập về mặt tín ngưỡng. Rồi còn cái gì nữa không? Nếu mà tín ngưỡng, ví dụ như là có nhiều người họ sẽ thương lượng là ai theo đạo nấy, mặc đạo của anh ấy giữ. Nhưng mà mình... Nhưng mà khi mà trải vô cái cuộc sống hôn nhân nó lại khác lắm. Tại vì mình một phần mình làm dâu á. Dạ. Có, mà bên cái tín ngưỡng á, tín ngưỡng ai cũng không muốn bỏ. Nên... Cái có cái đỉnh điểm nào mà dẫn nó xảy ra lớn với nỗi mà mình bắt buộc là đến lúc đó là mình dừng lại không chị? Phải có một cái đỉnh điểm gì đó giống như giọt nước tràn ly chứ. Không, hình như là hai đứa không có tiếng nói chung nữa thì thôi ra ly hôn, chứ không có gây gỗ mà cũng không có cái gì hết trơn á. Ly hôn trong hòa bình đó. À, ngoài cái tín ngưỡng ra mình còn không có tiếng nói chung về mặt nào nữa không chị? Hay là còn cái lý do gì mà dẫn ra đến cái việc như vậy không? Em thấy là mình kể tới khúc này mình cũng hơi xúc động nè. Chắc là... phải không? Không có đâu, nói chung là nói sao ta, thì hai đứa không có tiếng nói chung, không thể nào mà hòa chung với nhau được, không ở chung với nhau được nữa thì thôi ly hôn, chứ mình không có chuyện để nó khó chịu hết. Dạ, mình bất đồng về những cái quan điểm như thế nào hả chị? Về những cái vấn đề gì á? Tại vì tụi em cũng cần biết là mình bất đồng những cái vấn đề gì để tìm một cái người ở phía sau á, họ có thể là họ có những cái quan điểm gần giống với chị nhất. Thực ra là trong cuộc sống hôn nhân á, là nó có nhiều thứ để bất đồng lắm, nhưng quan trọng là mình có chịu nhìn nhận mà chịu đựng mà sống hay không thôi. Chứ còn nói chung mà giờ nói bất đồng ra thì hình như là hai đứa
chỉ khi mà mình có một cái vấn đề nào đó, ví dụ như hai vợ chồng thì cũng phải gây gỗ đi, nhưng mà lại hai đứa đều chọn một cách im lặng, không thể nào chịu là không chịu chia sẻ với nhau. À, đúng rồi, cái sự chia sẻ không có, nên đâm ra dẫn tới là chiến tranh lạnh lâu quá thì nó mất tình cảm rồi ly hôn thôi. Dạ rồi. À, khi mà mình ly hôn á thì trong cái cuộc hôn nhân này mình đã có bé nào không chị, hay là mình vẫn chưa có? Có một bé, có một bé 10 tuổi. À, 10 tuổi đang sống với chị hay là đang sống với anh? Chị nuôi bé từ nhỏ đến lớn, từ 9 năm á. Xong rồi nay lớn lên thì nó giống như chị nuôi theo cái cách mềm mỏng quá. Thế rồi chồng chị mới nói là thôi để đem về để anh nuôi, để cho nó thành con trai một xíu. Chứ sợ lớn lên nó giống gái. Con trai mà nó mềm mỏng, nó nhẹ nhàng lắm. Dạ, là mình có một bé trai 10 tuổi ha. Dạ rồi, hiện tại em có những cái thông tin cơ bản của mình rồi nè, là cũng đủ rồi. Thì em xin phép là dừng cái cuộc phỏng vấn của mình.